Xin chào các bạn đã đến với cả chuyên mục mở hộp đồng hồ của Galley Watch. Ngày hôm nay thì Galley Watch sẽ giới thiệu với các bạn mẫu đồng hồ được rất nhiều người săn đón trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là mẫu Tissot PRX Powermatic 80. Như các bạn đã biết thì năm 2021, trong khoảng nửa cuối năm 2021 thì Tissot bắt đầu tung ra các mẫu đồng hồ nằm trong bộ sưu tập là PRX. Và ngay lập tức thì các mẫu đồng hồ này đã nhận được sự chú ý của những người yêu thích đồng hồ trên toàn thế giới, bởi cái sự đẹp mắt, bởi cái thiết kế nó mang hơi hướng của dòng Royal Oak của Audemars Piguet được tạo nên bởi Gerard Zeta. Và cho đến nay thì các mẫu PRX đã bắt đầu được bày bán ở Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cái mẫu đồng hồ này. Thế như các bạn có thể thấy ở đây là hộp đựng phía bên ngoài của sản phẩm. Hộp đựng này thì nó làm bằng cát tông thôi. Và ở phía mặt này chúng ta sẽ nhìn thấy đây là tất cả các cái logo của Tissot từng xuất hiện trong cái lịch sử của thương hiệu này. Nó sẽ được bố trí theo từng năm và các bạn sẽ nhìn thấy cột mốc về sự thay đổi của Tissot càng ngày càng hiện đại hơn, càng ngày càng đơn giản hơn. Ở đây sẽ là hộp đựng chính của sản phẩm. Các bạn sẽ có thể nhìn thấy đây thì nó sẽ có một cái màu đỏ đúng theo cái nhận diện của thương hiệu Tissot. Và khi chúng ta nhấc cái này lên thì chúng ta sẽ đến cả nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là mẫu Tissot PRX Powermatic 80 phiên bản mạ đề mi vàng hồng. Đây là phiên bản đắt nhất, được săn lùng nhiều nhất và được yêu mến nhiều nhất. Ở bên này chúng ta sẽ nhìn thấy đây là thẻ bảo hành quốc tế của chiếc đồng hồ này. Như các bạn biết thì Tissot sẽ có cái thời hạn bảo hành quốc tế là 2 năm. Đi vào với cả nhân vật chính chúng ta, mẫu đồng hồ này thì sẽ có mã hiệu là T137.407.21.031.00. Đây là một thiết kế nằm trong dòng sản phẩm PRX của Tissot. Các bạn đánh giá nào về mẫu đồng hồ này ạ? Nếu mà chỉ nhìn qua thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta có thể liên tưởng đến một mẫu đồng hồ của Audemars Piguet. Và khi mà các bạn nhìn sâu vào trong cái phần mặt số này thì các bạn sẽ còn thấy rất nhiều điểm tương đồng. Ở phía ngoài này chúng ta sẽ có một cái bộ vỏ thép làm từ thép không gỉ 36L với các cái phần hoàn thiện theo kiểu trải xước. Cách làm này thì nó sẽ tạo nên một cái vẻ cổ điển nhưng mà cũng rất là nam tính cho sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có một mẫu đồng hồ được sản xuất với một bộ vỏ làm từ thép không gỉ 36L với các cái phần hoàn thiện theo kiểu trải xước rất là nam tính và có một chút gì đó rất là cổ điển. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần vỏ đồng hồ, bộ case này sẽ được làm rất là đẹp mắt và có phần ở đấy cổ điển với cái phần tròn phía trên này được mạ vàng hồng nổi bật với cả cái phần còn lại của bộ vỏ. Các cái chi tiết ở trên mặt số này thì cũng sẽ được mạ vàng hồng giống với cái phần viền vỏ này và nó tạo nên một cái cảm giác rất là sang trọng. Đi vào phần dial, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái dial được hoàn thiện theo phong cách tapestry, các đường vân grand tapestry rất là quen thuộc ở trên Audemars Piguet. Ở phía trên này chúng ta sẽ có logo Tissot, ở phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn đến một cái dòng chữ là dòng chữ Powermatic 80 để thể hiện đây là một cái sản phẩm được trang bị cái bộ máy có một chữ con lên đến 80 giờ. Ở phần bên phải này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là ô địch ngày, khá đơn giản thôi, không cái này thì không có gì để nói cả. Nói một chút về phần dây đeo này, các bạn sẽ nhìn thấy phần dây đeo của đồng hồ nó được làm giống như là gắn luôn, liền luôn với bộ vỏ. Đây là một cái phong cách rất là được ưa chuộng trong khoảng thời gian đổi ở đây, trong khoảng năm 2021 và năm 2022, với cái tên gọi là đồng hồ dây đeo tích hợp Integrate. Nó tạo nên một cảm giác rất là dễ chịu, rất là cứng chắc. Ở phần mặt sau này của đồng hồ, các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái nắp đáy được trang bị kính sapphire trong suốt, giúp chúng ta có thể là theo dõi những cái chuyển động của bộ máy, của văng, của các chi tiết khác.
Như đã nói ở trên thì ở phần mặt số đã thể hiện rồi, đây là cỗ máy ETA Powermatic 80 với mức chữ cót lên đến 80 giờ. Cái này thì sẽ rất là tiện lợi với những bạn nào, kể cả bạn có nhiều đồng hồ thì trong khoảng tầm có thể chúng ta có thể, nếu mà chúng ta đồng hồ đã tích đủ cót thì khoảng chúng ta có thể tháo đồng hồ và để khoảng 3 ngày khi quay lại thì đồng hồ vẫn đang chạy, này rất là tiện. Nói một chút về cảm giác đeo thì như đã nói ở trên, cái mẫu đồng hồ này có cái đường kính khá là nhỏ gọn. Vì thế cho nên là khi mà các bạn đeo cái mẫu đồng hồ lên tay thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác rất là dễ chịu. Cổ tay mình thì khá lớn và khi mà đeo lên thì có thể nhìn thấy là nó nằm khá là gọn gàng ở trên cổ tay. Rất là dễ đeo thôi. Như vậy là mình vừa mới mở hộp và đánh giá nhanh cái mẫu đồng hồ Tissot Perec Powermatic 80. Các bạn đánh giá như nào về mẫu đồng hồ này với một cái mức giá là 19 triệu thì liệu đây có phải là một lựa chọn tốt nhất dành cho những người yêu đồng hồ Thụy Sĩ, những người yêu thích những cái mẫu đồng hồ có phong cách thể thao, thì các bạn có thể để lại bình luận ở trong cái phần comment. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.